Hắn là một trong những nhân vật phản diện vừa kinh tởm, vừa đê tiện lại vừa đáng thương nhất từng được đưa lên màn ảnh. Hắn gầy còm, ốm yếu, có giọng nói the thé khàn khàn không chạch đi đâu được. Điều gì đã khiến gã Hobbit Smeagol này biến thành Gollum? Diễn viên Andy Serkis cùng đội ngũ sản xuất của Chúa Nhẫn đã phải trải qua những khó khăn gì và phải phá vỡ những giới hạn gì mới có thể đưa được Gollum lên màn ảnh? Video về Gollum này sẽ spoil rất nhiều tình tiết trong cả The Lord of the Rings cùng The Hobbit, cả chuỗi tiểu thuyết lẫn chuỗi phim, nên nếu các bạn chưa đọc hoặc chưa xem thì hãy tắt ngay video đi nhé. Còn nếu các bạn không quan tâm tới spoiler thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mặc dù Sauron mới là phản diện chính trong series Chúa Nhẫn, nhưng chúng ta không thể nào phủ nhận rằng Gollum mới là kẻ ác đáng nhớ nhất của toàn bộ series. Đừng để vẻ ngoài xấu xí cùng nét tính cách không ai dám lại gần này đánh lừa bạn. Diện mạo của Gollum không phải là do thiên phú đâu. Gollum có tên thật là Smeagol, một hobbit hiền lành của dòng tộc Stor, không quá khác những Frodo, Sam, Pippin hay Merry là mấy. Vào sinh nhật lần thứ 33 của mình, Smeagol cùng người anh họ Diego đi câu cá. Rồi tại đây, họ đã tình cờ chạm trán chiếc nhẫn chúa của Sauron. Chiếc nhẫn có khả năng thống trị tất thảy 19 chiếc còn lại của các tộc tiên. Người lùn, được Sauron tạo ra từ chính một phần ý chí và sức mạnh vốn có của bản thân. One ring to rule them all. Bởi vậy nên ngay lập tức, Smeagol và Diego đã bị cám dỗ bởi sức mạnh tỏa ra từ nhẫn chúa. Sau một hồi giằng co thì dưới sức ảnh hưởng của chiếc nhẫn, Smeagol đã tước đi sự sống của người anh em của mình. Nhẫn chúa từ đó thao hóa cả thể xác lẫn tinh thần của Smeagol. Trong tiểu thuyết, gia đình của Smeagol dần cảm thấy hắn quá ghê tởm, thường xuyên độc thoại và tạo ra tiếng khạc khạc trong cổ họng, nên họ đã đặt cho hắn cái nickname Gollum rồi đuổi hắn đi thật xa. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Gollum tới Misty Mountains và sống một cuộc sống chui lủi tại đây trên 400 năm nhờ sức mạnh kéo dài tuổi thọ mà chiếc nhẫn ban cho. Ở lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn The Hobbit or There and Back Again, Gollum được miêu tả là một sinh vật nhỏ mọn, gian xảo. Rồi ở trong cuốn The Two Towers, nhân vật này được miêu tả chi tiết hơn với những đặc điểm như nhìn giống một con nhện hoặc một con ếch chết đói. Dưới sự ảnh hưởng của chiếc nhẫn, nhân vật này đã phát triển một hội chứng đa nhân cách. Một nửa bản thể là Smeagol vẫn hiền lành, có phần ăn năn về những hành động của mình trong quá khứ, và một nửa là Gollum thù tính, ích kỷ, sẵn sàng làm mọi điều để sở hữu nhẫn chúa. Có lẽ chính bởi vậy mà Gollum có một đặc tính quái dị là thường xuyên nhắc đến bản thân ở dưới dạng ngôi thứ ba, hoặc gọi bản thân là chúng tôi thay vì tôi. Trong khoảng thời gian ở Misty Mountains, hắn đã chạm trán Bilbo Baggins, chú của Frodo, người đã tình cờ nhặt được chiếc nhẫn sau khi nó bị tuột khỏi tầm tay của Gollum. Trên đường đi tìm Bilbo, hắn bị thuộc hạ của Sauron bắt giữ rồi tra tấn, ép phải khai tên người đang sở hữu nhẫn chúa. Sau khi được thả, hắn đã lén lút bám theo đoàn hộ nhẫn với mong muốn chiếm đoạt lại. Sau những sự kiện ở cuối phần The Fellowship of the Ring, cụ thể là sau khi Frodo và Sam tách đoàn để thực hiện nhiệm vụ, Gollum đã trở thành người dẫn đường, đưa hai chàng hobbit trẻ tới Mordor. Câu chuyện và diễn xuất của nhân vật này trong hai phần The Two Towers cùng The Return of the King cực kỳ lôi cuốn, độc đáo, nên mình xin phép không spoil phim nữa mà chỉ dừng lại ở đây thôi các bạn nhé. Cho đến ngày hôm nay, nguồn cảm hứng chính xác của Gollum vẫn chưa bao giờ được xác nhận. Thế nhưng các bạn đừng vội thất vọng, vì lời giải thích có thể đến từ tình yêu mạnh liệt của J.R.R. Tolkien dành cho văn tự học, ngành nghiên cứu nguồn gốc ngôn ngữ, văn tự cổ, cho ngôn ngữ học, ngành nghiên cứu về ngôn ngữ, và cho văn học. Douglas Anderson, một học giả về Tolkien và Chúa Nhẫn, trong cuốn The Annotated Hobbit hay Chú Giải Hobbit, từng đưa ra giả thuyết rằng cái tên Gollum được lấy cảm hứng từ Gol hoặc Ghoul trong ngôn ngữ Bắc Âu cổ đại, có nghĩa là vàng. Trong đó Ghoul có thể được đọc lái đi là Gollum, có nghĩa là một thứ gì đó quý giá hoặc kho báu. Nếu xét về chuyên môn ngôn ngữ của nhà ngôn ngữ học J.R.R. Tolkien thì thật sự là giả thuyết này có vẻ khá là hợp lý phải không? Nếu chưa đủ thuyết phục thì hãy đến với giả thuyết thứ hai. Trước khi The Hobbit, cuốn sách lần đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của Gollum được xuất bản vào năm 37, khán giả thế giới đã được giới thiệu với một nhân vật nhỏ bé nhưng lại có niềm đam mê to lớn dành cho những chiếc nhẫn quyền lực. Đó là Alberich trong The Ring of Nibelung của tác giả Richard Wagner, xuất bản năm 1874. Đây là một tác phẩm vô cùng nổi tiếng thời bấy giờ mà có thể đại văn hào Tolkien đã một lần đọc qua. Giả thuyết thứ ba, theo mình cũng là giả thuyết hợp lý nhất. Trong luận văn mang tên Tolkien and the Study of His Sources của tiến sĩ Jason Fisher, ông đã viết: mỗi khi phát hiện ra một cuốn sách của Haggard mà mình chưa đọc, Tolkien sẽ ngay lập tức mượn và đọc nó.
Haggard, tên đầy đủ là Sir Henry Rider Haggard, là tác giả của một loạt các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, trong đó có cuốn King Solomon's Mines, xuất bản vào năm 1885. Các bạn thử nghe một đoạn miêu tả này xem có quen không nhé. Một sinh vật co quắp như khỉ, bò lồm nhổm trên bốn chân. Cơ thể nó teo lại không to hơn trẻ con là mấy. Và trên đó là hàng loạt những lớp da nhăn nhó vàng vàng, một cặp mắt to tròn màu đen, đầy giận dữ và khôn lỏi. Dưới cặp lông mi trắng như tuyết, trên cái đầu trắng hếu như chỉ còn sọ. Cái sọ đó trống trơn, nó nhăn lại như rắn hổ mang mỗi khi chuyển động. Đó là Gargul, nhân vật phù thủy già nua teo tóp, với lòng tham vô đáy và thói tự nhắc đến bản thân ở ngôi thứ ba. Nghe có một sự tương đồng không hề nhỏ với Gollum của chúng ta phải không các bạn? Song như có nhắc ở trên, chưa bao giờ có một lời giải thích chính thức nào về nguồn gốc của Gollum, nên tất cả những gì chúng ta có chỉ có thể là dừng lại ở chấp nối thông tin và giả thuyết mà thôi. Mà vấn đề này thì có thể chín người mười ý. Biết đâu sau khi đang đi dạo xong rồi tự nhiên bắt gặp một người suy dinh dưỡng gầy gò với hội chứng rối loạn nhân cách phân liệt, một loại rối loạn tinh thần với tín tiêu chí chẩn đoán mà Gollum, theo một nghiên cứu tại trường đại học London xuất bản năm 2004, có đến 7 triệu chứng. Rồi sau đó, ông đã về nhà sáng tạo nên nhân vật này thì sao? Có một điều mà mình tin rằng không ai có thể phủ nhận là dù nguồn gốc cảm hứng cho Gollum có thể vô định, nhưng có một thứ cố định về nhân vật này, đó chính là sự ấn tượng của phiên bản điện ảnh ở 3 phần phim chủ nhẫn. 3 phần phim đã liên tiếp mang về 3 tượng vàng Oscar ở hạng mục hiệu ứng kỹ xảo xuất sắc nhất cho công ty Weta Digital. Trước khi đến với thế giới của công nghệ 3D, Gollum đã có cuộc sống 2 chiều trong các phiên bản hoạt hình vào năm 77, 78 và 80. Dù thật sự là nhìn tất cả có không giống như ký ức của chúng ta lắm, nếu chưa muốn nói là khá dị hợm. Để có thể thổi hồn vào nhân vật nhỏ bé với giọng nói the thé cùng đầy dãy manh khóe này, Weta Digital cần đến sự hỗ trợ của Andy Serkis. Andy đã nắm được cái hồn của Gollum khi nam diễn viên người Anh đã hoàn toàn biến mất trong nhân vật này. Chúng ta được chứng kiến một Smeagol vui vẻ lạc quan ở phần đầu Return of the King, nhưng chỉ với một ánh mắt nhìn nhẫn chúa, ngọn lửa của lòng tham, của cám dỗ như bừng cháy bên trong chàng hobbit trẻ. Để rồi chỉ vài phút sau, ta phải chứng kiến những nét nhân tính cuối cùng rời khỏi nhân vật này khi anh siết cổ Diego vì cái nhẫn. Trả lời với tờ báo The Telegraph năm 2012, nam diễn viên với chưa một đề cử Oscar chia sẻ: Gollum được xây dựng dựa trên triệu chứng của một con nghiện. Cách cái nhẫn chiếm đoạt khiến hắn phải quằn quại thèm thuồng, cách nó tước đoạt tất cả sức khỏe về thể chất, tinh thần và tâm lý. Việc tìm được một nét gì đó thực tế để khán giả có thể dễ liên hệ ở thời kỳ này là vô cùng quan trọng. Bạn cảm thấy thương xót nhưng cũng đồng thời ghét hắn. Gollum nhu nhược nên không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của nhẫn chúa. Một khi Andy đã sang làm Gollum thì gần như mọi thứ đều hoàn hảo, từ kỹ thuật chuyển động cơ thể trên bốn chân như một con thú, nét tính cách lúc hiền lành dễ chịu, khi thì đáng thương, lúc điên cuồng đến đáng sợ, đến cả phần giọng nói được chôm thẳng từ tiếng mèo khạc này. God, you know what? Caesar, I'm on Conan. Đúng rồi đấy, chúng ta cần phải nói về phần giọng của Gollum. Có một điều đáng chú ý là cách nói chuyện của nhân vật này không hề bình thường. Như có nói ở trên, Gollum thường xuyên xưng hô ở ngôi thứ ba là chúng ta, và cấu trúc ngữ pháp của nhân vật này cũng bị cái nhẫn tha hóa luôn. Hắn luôn thêm âm S ở cuối tất cả các động từ ở thì hiện tại và luôn thêm âm Cis ở cuối tất cả các danh từ. Bởi vậy, nên rất dễ để tạo nên một nhân vật lố bịch bị hỏng ngữ pháp với giọng nói cao chót vót. Trong số tất cả các diễn viên tham gia ứng tuyển vai Gollum, Andy Serkis là người được tuyển thẳng luôn từ vòng đầu tiên, bởi anh không chỉ thành công trong việc thể hiện giọng điệu, cách nói chuyện bất thường của Gollum, mà còn xuất sắc lột tả được ngôn ngữ hình thể của hắn. Thậm chí khi Andy nói từ Gollum, chúng ta như có thể cảm nhận được trọn vẹn toàn bộ những đau đớn, dằn vặt và chịu đựng nhân vật này đã phải trải qua. Chính chất giọng này cũng đã hại Andy Serkis đến mức anh thường phải uống một loại thần dược được tạo nên từ nước ấm, mật ong, chanh và gừng, mang tên nước ép Gollum để bảo vệ cổ họng. Tuy nhiên, thì nếu chỉ có ngữ pháp sai, giọng nói như hóc lông và khả năng chuyển động như thú, thì Andy Serkis vẫn sẽ chỉ là một anh chàng Anh Quốc bò lồm nhổm trên góc núi Rapehu hàng tiếng đồng hồ, chứ chưa phải là Gollum. Để đưa nhân vật này lên màn ảnh lớn, chúng ta cần phải quay lại với Weta Digital. Trước khi toàn bộ cơ thể của Gollum lộ diện trong The Two Towers, đây là đỉnh cao của việc phủ kỹ xảo lên một nhân vật có mặt trong khung hình. Còn đây là khuôn mặt có thể thể hiện cảm xúc chân thực nhất mà chúng ta có. Điểm thú vị của cả hai phim vừa rồi là chúng đều có kinh phí sản xuất cao hơn The Two Towers các bạn nhé. Về cơ bản, thứ mình đang muốn nói là khán giả chưa bao giờ được chứng kiến một nhân vật giả tưởng có khả năng biểu cảm đa dạng, chi tiết, chân thực như Gollum. Để có thể biến Gollum thành một nhân vật có da có thịt, có cảm xúc thật, đội ngũ sản xuất kỹ xảo của The Lord of the Rings đã vừa phải áp dụng,
vừa phải sáng tạo ra những phần mềm, những công nghệ mới để thực hiện hóa điều giả tưởng. Trong đó, nổi tiếng nhất có thể phải kể đến kỹ thuật motion capture hay bắt chuyển động mà giờ đã rất đỗi phổ biến. Giờ đây, những Caesar, Thanos hay Alita đều có một phiên bản 3D được dựng sẵn trong máy tính, luôn sẵn sàng để tái hiện lại mọi cử chỉ của họ. Thế nhưng ở thời điểm mà chủ nhẫn ra mắt, mọi thứ còn vô cùng thô sơ. Ở hai phần đầu, quá trình tạo ra Gollum như sau. Andy Serkis đóng cảnh trên phim trường với các nhân vật để đạt được những tương tác chân thực nhất. Tiếp theo, đội ngũ Weta sẽ xóa anh trong các thước phim này để chỉ lấy phần background. Rồi, Andy lại phải nhớ toàn bộ những hành động mình đã thực hiện và tái hiện lại mọi thứ thật nhập tâm, thật chuẩn xác trong một phim trường khép kín. Ở đây, anh sẽ mặc một bộ quần áo với các thiết bị bắt chuyển động, 25 chiếc camera sẽ thu lại khung cử động của cơ thể, chân, tay nam diễn viên. Để từ đó, đội ngũ Weta sẽ vẽ lại hình hài của Gollum lên các thước phim mới này, từng khung hình một, từng cử động một và từng biểu cảm một. Sau đó, họ lại copy paste chúng vào thước phim đã được quay ngoài và cố gắng điều chỉnh sao cho tất cả hợp lý nhất về mặt cảm xúc. Còn Andy cũng sẽ phải thu âm lại tất cả mọi lời thoại cho phù hợp. Nhiều thủ tục các bạn nhở. May mắn là sang tới phần 3, nhờ sự phát triển của công nghệ nên nam diễn viên đã không phải diễn hai lần đến như vậy. Tuy nhiên thì 12 bộ quần áo bắt chuyển động đã bị Andy Serkis làm hỏng khi quay Return of the King vì anh quá nhập tâm. Eric Sandin, người giám sát hiệu ứng hình ảnh cho Gollum từng chia sẻ: "Chúng tôi phải lập trình ra các hệ thống toán học cho các nhóm cơ để từ đó có thể đặt chúng lên xương của Gollum, rồi nối chúng vào các khớp. Rồi, khi Gollum di chuyển, các nhóm cơ ấy sẽ di chuyển lủng lẳng ở trên xương như thật." Để thật sự đạt được khái niệm như thật, nhóm kỹ xảo của Weta còn đã phải tạo ra một phần mềm tản ánh sáng trên da mang tên Subsurface Scattering. Nếu việc chỉnh ánh sáng trong các bức ảnh để sống ảo trên mạng xã hội quan trọng một, thì đối với một nhân vật được tạo nên từ máy tính phải xuất hiện song song với người thật, công việc này quan trọng 1 tỷ. Ánh sáng xuất hiện trên da của họ chính là điểm mấu chốt thuyết phục khán giả tin vào thứ mà họ đang nhìn thấy trên màn ảnh. Và Subsurface Scattering chính là công nghệ hỗ trợ các kỹ sư kỹ xảo ở Weta tái hiện lại những gì sẽ thật sự xảy ra nếu ánh sáng trong bối cảnh được chiếu lên làn da trắng sáng đầy tí vết của Gollum. Ngoài ra, kỹ sư đảm nhận vai trò thiết kế mặt của Gollum, ông Bay Red, đã phải vứt bỏ toàn bộ các mẫu thiết kế ban đầu bởi Andy Serkis thể hiện được quá nhiều cung bậc cảm xúc hơn hẳn khả năng của những mẫu thiết kế trước. Trong 4 năm làm việc cho phần 2 và phần 3, ông Red và đội ngũ đã tạo nên mặt của Gollum từ 964 điểm kiểm soát và 2600 khối đa giác để giúp nhân vật này có thể trải nghiệm tất thảy hỉ nộ ái ố. Chưa dừng lại ở đó, người ta thường nói rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Với một đôi mắt to như Gollum thì cửa sổ của nhân vật này chắc chắn cũng phải được đầu tư vô cùng kỳ công. Riêng cặp mắt của Gollum thôi đã được cấu thành từ 5000 khối đa giác, tương đương với 1/4 tổng số lượng dành cho toàn bộ cơ thể sinh vật này. Vào đầu thập kỷ 2000, việc xây dựng nên một nhân vật kỹ xảo chi tiết đến như vậy là một việc chưa từng có. Không chỉ phản chiếu ánh sáng trong khung hình, ở những cảnh cận, mắt của Gollum còn nhìn rõ cả những mống mắt hay vùng lông mao màu xanh da trời bên trong. Để các bạn dễ hình dung kỹ xảo bây giờ đã tiến xa đến mức nào rồi, thì một mắt của nhân vật Alita, cũng do Weta thực hiện, có chứa đến 9 triệu khối đa giác, bằng cả một đoàn quân 450 Gollum. Ở thời điểm hiện tại, việc các diễn viên khoác lên mình những bộ quần áo bắt chuyển động bó sát để sau đó lồng kỹ xảo với nhân vật xảy ra nhiều như cơm bữa, gần như là phim nào cũng có. Càng ngày, các công cụ hỗ trợ việc khắc họa, thể hiện nhân vật càng được phát triển. Bước tiến kỹ xảo vĩ đại của những Avatar, series Avengers, series Hành Tinh Khỉ hay thậm chí là cả Game of Thrones có thể thực hiện được cũng là nhờ công rất lớn của Gollum, một sinh vật quỷ quyệt, nhỏ bé, ấn tượng từ Chúa Nhẫn. Peter Jackson và Weta Digital muốn trân trọng tiểu thuyết gốc của Tolkien qua việc thể hiện một nhân vật thật cả trên phim trường và trên từng khung hình, nên họ đã cùng nhau nỗ lực cống hiến hàng nghìn giờ lao động, hàng tháng chờ luyện tập và hàng năm dòng dã hoàn hảo hóa Gollum. Cuối cùng, công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng với danh sách dài các giải thưởng cao quý ở hạng mục kỹ xảo, trong đó có 3 tượng vàng Oscar trong 3 năm liên tiếp vào 2001, 2002 và 2003. Tuy vậy, một điều đáng buồn là màn hóa thân của Andy Serkis đã dấy lên những tranh luận về việc liệu diễn xuất của một diễn viên có nên được hỗ trợ bởi kỹ xảo hay không. Nếu diễn xuất trên phim xuất sắc thì phần tán dương nên thuộc về ai, diễn viên hay đội ngũ kỹ xảo. Cho đến tận ngày hôm nay, mặc dù là gương mặt cho hàng loạt những nhân vật đáng nhớ như Gollum, Kong, Caesar, Baloo hay Supreme Leader Snoke, song như mình có đề cập lúc nãy, Andy Serkis vẫn chưa một lần được đề cử diễn xuất ở Oscar.
Điều này khiến các bạn cảm thấy như thế nào? Liệu nam diễn viên có nên được giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới vinh danh hay không? Nhân vật mà các bạn yêu thích nhất trong Chủ nhật là ai? Cả thiện và ác đều được nhé. Và trên hết, kẻ phản diện nào phê phim nên thực hiện trong số phê phản diện tiếp theo thì các bạn đừng quên comment ở phía bên dưới nhé. Như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phê phim thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.